Lùi hết về sau thì lớp trưởng nó lên thì nó lấy cao tu. Một vài anh em ở bên ban gái cam vẫn đi cổng này này, báo anh em đi cổng khác đi. Chật thoái anh làm gì đây? Nghe anh bảo nè, Hậu ơi, anh nói vị trí của em như nào là em chỉ cần đi núp em chờ khi tụi nó tới đánh anh một phát là em đọc cái liên là được. Ba tài chính đạo bị lừa trên sân chơi nha. Tôi bỏ em, anh đi bỏ mình đánh, mình đánh. Cho xin cái xe đâu. Tìm vào lên. Tao lên thăm xe, tìm mà Hậu không có dính gì đâu chăng. Tìm Hậu vô mà, bỏ, tìm này chính còn nhiều lắm, tại sao mà ai côn nè, có bọn Hậu đâu nè. Họ bảo để họ tự xử lý. Đi, em tự biết không, đi. Nè, theo em nè. Hậu không có đâu. Đem lại em sẽ tập trung theo sát anh chứ. Rồi Hậu ơi, cho anh em đọc tập trung cho. Hiện tại là nó tầm là 20 giờ nha, nó đang đứng hơn 12 giờ nha. Tao tới nè. Để yên đó. Nó đang đánh xuống mình á, nó đi tới cái cầu rồi nè. Rồi. Thấy đi tàu chết. Bắn đang bắn rồi, Dương cũng đang bắn rồi, xoáy đang bắn rồi. Mày cứ con bên này đi, tao tự biết ra tao né rồi nè. Nè, tao đọc được hướng này lên nè. Hướng trái nha, lên được nè. 12 giờ nè. Được nha. Tiêm trưởng dòng xuống đến đam kìa. Chết rồi, bắn chết rồi. Bây giờ anh bảo với em như thế nào? Mà em ơi, tập trung vào anh nè. Đây nè, rồi, đánh đúng. Rồi, ngó lên trên này, mình đánh lót nè. Mình lót được nè, Huy thấy không, thấy giết hết là giết. Đúng rồi, đá xong rồi về, đúng rồi, chỉ vào. Chỉ đúng rồi, chỉ có 5 phi cho em. Chỉ có 5 phi cho em. Bắt tiền thôn, Bắc Tuyền Châu ra. Rồi, mình về nè, theo em là được. Anh bảo nó giữ lâu tiền khôn nha. Tao tới nè. Mày vừa đá. Quỳ ngơ, anh nói như nè, cho cái xe nè. Lâm tịch mất lâu, cho cái xe tam nè. Anh hiểu nha. Thoải mái lắm. Kệ nó, để yên đó, tìm lo được. Hay, làm được tốt. Chứ cổ anh này cà chua. Nó cũng bắn rồi. Đừng có bay về, đi về đi, mày không quay bay lên đánh tiếp đi. Sẽ luôn lại. Luôn ở bên... Nè, nó có bỏ tiền châu nha. Tao đang ngồi, tao đang hiểu cứng á. Rồi, tao nghe, bình tĩnh. Thì mình đánh như bình thường, tôi về tôi bê ra nha. Cho tớ xin cái xe nào.
cho xoáy những cái xe nó. Đi bắt từng tiền trâu tốt nha anh em. Vẫn đánh được nha, vẫn đánh được nha anh em, cứ đánh mình tỉnh là được. Ui đi, tui ngon mà. Hát ơi, mình nói những cái gì mình nghĩ là cần thiết thôi. Nó đánh từ nó đánh xuống Lâm Tư Gà, đánh từ Thanh Khê xuống Lâm Tư Gà. Đánh được nha anh em, đánh được nha, vẫn còn ngồi được rất là hay, rất là cứng nha. Bạn nam kiếm là búp riêng cho con xóa đây, bắn cho hiệu quả cái nào. Ờ búp cho xóa đây. Bắn cho hiệu quả tí nào. Tốt nha. Tốt nha. Rồi. Xem nào. Xem nào. Cho mình bất diệt nào, xem bản livestream của mình nha. Có mèo đánh từ bên phải quá, à bên trái quá là. Tim mình chết mình có thể về, nếu như mình lưu đương là mình có thể về nha. Chứ không có đứng mắt chờ bút nha. Đó là ở cánh dưới đâu nha, cánh dưới đâu nha, tầm 20 sát nè. Bên trái này, bên trái à. Cánh dưới bên tay trái nè. Đang bắn qua rồi, đang bắn qua rồi, đang bắn qua rồi. Chăm sóc xoáy tí, xoáy bắn nhớ. Để ra giữa là có bút nha. À nó hút thẳng vào mặt dương cung xoáy mình nè. Mọi người ơi, cần bút là một cứ ra giữa thằng là có bút nha, đừng có chờ. Con phi quá nè. Rồi, anh cứ giữ cái cổng xe đậu ra. Con mèo nó xuống nè, tao bắn hiểu con mèo luôn nha. Rồi, bắn chết nó đó. Cái xong, chưa xong vẫn đang rất là đông nhá. Chưa trái đang rất là đông nhá, trái mới. Thôi đang lưu về nè, đang lưu về nè. Nó làm gì? Hay nha Huy, được á, tao đã thấy á. Có mèo trước mặt không chứ? Sợ xem mình cái không dây ơi, Michery theo mình cho mình xem. Ổn mà nha, mình về hết rồi. Có thể tiếp theo múc cho mình cho nó ngon. Rồi, thắng đã thanh trang nè, mình hầu đứng từ bên tay trái. Team mình thôi nha, team bén thôi. Bắt đầu. Để trả nó. Nè, bắt đầu mày đánh cho tao. Và team lỗi mà. Người ta đánh nhầm thì đừng đánh lại. Ok, thanh trang kìa. Anh xe rất mong. Bây giờ bút tự chạy ra giữa đấy bút nha, bút tự chạy ra giữa đấy bút nha. Tự làm hết. Máu cái anh Thịnh ơi, cái miếng máu. Bắt tiền châu, bắt tiền châu nữa nè. Không được, đánh được, đánh được. Được, ngó tao chưa? Tụi nó đang đánh xuống tụi em nha Đạt ơi. Đang thắng đang đánh xuống tụi em á. Rồi. Đánh xe đánh xuống nè, đường mòn nha, Ok. Cho nhau cổ, tụi bắn nó nè. Đường mòn. Đánh giữ Đàn Nguyên. Đúng rồi, tốt. Đường mòn à. Sao thằng Nguyên lại chỉ cho nhân đọc. Về, theo tao bên trái nè. Đúng rồi. Chờ đó nó đọc lắm. Đến tên, chờ đó nó đọc lắm mày đánh. Bình tĩnh, tụi tao đánh không có chết, yên tâm. Đánh đi. Tao sẽ đánh quấy tụi nó là còn nhiều. Nè, tao theo năm đọc ơi, đi theo em nè. Quấy, vẫn là. Nghe rồi. Còn lâm tịch đâu, còn lâm. Xin sen. Thank you. Rồi, quay về bên phải nè, lâm tịch bên phải chắc tường. Mình tới nè. Lâm tịch đông nha. Ít đam được là ngon đó. Rồi, nó cắt cái đầu nó nha, Rồi, đánh tốt nè, lưu cái đầu nó. Lia cái đầu nó rồi chị nói đầu bị lia nha. Tao bắt đầu vào được trong. Ok, mình lên phá tiếng trên. Rồi, sạch sẽ. Và bắt đầu như cũ nè, team tôi đánh như cũ nè. Nhưng mà theo tôi dắt cái team vào bên đó. Thẳng lên. Cứ thẳng là mốt. Rồi, dàn đội hình mình lên trên, cho Huy lên trước. Huy không đi trước, em không có đi trước, Cái gì mà luyện công nhanh vậy, chưa kịp bích lắc luôn á. Rồi nha, bắt đầu đánh lên nè. Nè, nó lên cổng nữa nè nha, nó lên cái cổng lên. Rồi, dạ.
Lâm tịch kìa, lâm tịch kìa, lâm tịch xuống kìa, lâm tịch xuống kìa. Lâm tịch xuống luôn. Nó từ Bắc Thủy Châu ra nhá, từ Bắc Thủy Châu ra nhá. Đang đàn được nha, yên tâm lắm nha. Cứ cắm đầu ra giữa là có bút nha. Hai anh em tốt anh em. Em đang nấu nha, em đang nấu đàn nha, chưa thắng nha. Sen tử bắt, sen xoài bắt. Rồi, Dương cung ở đây vẫn đang giữ, Dương cung vẫn đang giữ tốt. Dương cung đang bắn theo đường mòn đó. Rồi, Lâm Tập bắt đầu lên nè. Anh ơi, những cái gì mình không có quan trọng lắm á, thì mình không có mơ mất nha. Lâm Tập nè, các tường phải nè, bắn nè. Vẫn là Lâm Tịch và vẫn là cửa Bắc Thủy Châu luôn. Đúng rồi. Đừng làm cái gì hết. Đúng rồi, đang làm đúng á. Tao vẫn lót cho mày mà còn rất nhiều thời gian này, cứ đánh thoải mái đi Nguyên. Cho ra giữa làm hết đi Đạt ơi, tí nữa mình lấy kim chính mình lấy mất nữa. Không phải, mình không phải ai luôn đâu. Tao cũng đang giữ rất tốt nha, yên tâm mà lắm. Rồi, tao trả cho mày cái chỗ này, tao đi quầy cho nó tết. Tao phụ kiếm tắt nữa nè. À được, có tim lạc mà, tim này tim không hổ. Ôi chết rồi, tim là tim gái côn là bác mình hả? Mẹ gái côn phi thẳng vào chỗ này đàn cái gì vậy trời. Vậy thì đấy, vậy thì tìm gái côn lùi lại đây, gái côn lùi lại đây, đừng có vào đây. Gái côn ra luôn đi hả? Chịu khó lia đỡ luôn gái côn đi, chịu khó lia đỡ luôn gái côn đi. Chứ rồi rồi, thật nha. Bắt đầu rồi nè, mình nhả bắt đầu lại từ ngồi nha. Gái côn lùi lại đây, đừng có vào. Tìm thắng nó xuống chết là đường mòn nha, đường mòn đang sau đít, nghe không. Rồi, thấy rồi, thôi, có đường mòn sau đít này. Cho xin cái xe nào, cho xoáy cái xe nào. Bình tĩnh. Rồi, đánh từ đằng sau là ngon nhất em, đúng rồi, đánh vô góc này ngon nhất, chuẩn rồi. Đạt không cần xuống. Ơ thì tìm gái cô, tìm gái cô, gái cô. Đã bảo tìm gái cô đi ra ngoài, cứ đứng ở trong này. Đây có à, đã Phú Quốc loạn à. Tiện rồi, tiện vọng vào đây. Cái tiền đất còn màu đi, đất hết luôn đi. Tiện vọng vào đây. Nghe tôi nói là nè, tài chính gái cô là không đánh, ok chưa? Bắt đầu đánh lên đường mòn đất không. Rồi. Đường mòn đất không nha, đấy, tao đang chờ này nè. Máu ra đây, Phùi. Đá xong rồi để các mạng lại. Đừng bao giờ đi chuyển nó nữa em. Xem xoài phát. Trả nó đi em, mà không cần phụ đâu. Không cần phụ đâu, hậu em cứ đánh ở đó là được. Tại vì phụ ăn rất là rối. Anh không có kết thúc được nó. Chui ra cái chỗ hai mà bệnh nho làm gì. Được rồi, nói để tụi tao nói thằng ơi. Ờ, xe xoài, ok, thank you. Nè, không đọc ơi, nhớ cái mẹ mình làm không? Y chang như vậy, ôm sát cái tường, ôm sát cái tường trái lên. Không được, ôm. Lùi ba.
Ờ, từ chỗ Thanh Khê Động xuống đông nhá, Thanh Khê Động ở trên cái cầu đông lắm á. Cho xin đeo cổ để có gì mình chân phai đúng lúc cả. Mình đang bắn trúng này, phản đam rất nhiều rồi. Long thì thôn dạo đông nhá, Long thôn lủng nhá. Cổ bắc thì châu cũng đông á. Lùi dương cung, lùi về đường mòn bắn xuống. Đừng để bị cờ liêm một phát hết hoàn toàn thì vẫn cầm cự đó không sao. Vẫn cầm được, vẫn cầm được. Ờ, cứ đừng để bị cờ liêm phát hết chết hoàn toàn được. Anh em đang bắt đầu hiểu vấn đề rồi đó. Đánh lên lâm tập nha. Cho xin con sâu. Bắn cái chân phải cho tụi đi. Con mèo lại gần rồi này, con mèo nó chiếu rồi, con mèo lại gần rồi này. Lại gần chỗ nào? Cửa bắc thì cho nó từ lâm tịch xuống bắc thì cho. Rồi để đó em làm. Con mèo đó. Em thấy nó rồi. Em đang cho nhìn đang nó cút rồi nha, nên anh yên tâm nha, tôi không có cút. Rồi. Ok. Gần lia đó, còn đang cút thôi. Đang cút chết rồi. Chờ đang lia nha, đang lia rồi đó. Còn Satara cho nó cút nó đi. Thả máy đi. Tao đánh đường mòn, tao cứ phải đánh đường mòn liên tục, đẹp ơi, cái đường mòn nó xuống liên tục á. Nè, tao đánh đường mòn bên tay trái. Vinh ơi, lần tới về luyện công để khoảng tầm 5 giây cho X-Lac nha. Rồi chuẩn bị x lắc lại rồi. X rồi, ok, ăn rồi đó. Rồi, thank you. Ăn quăng cho nó hai con ấy đi. Anh nhìn anh ngứa mắt đó. Anh thần đi xem hết vô cung đi. Xem đang nãy đánh giữ máu à. Mình còn giữ cái chân phải mà chưa bắn. Tiếp trên rất đông nha, tao nghe rồi. Rồi. Đây chỉ là một team nhỏ, cứ đánh cứ lùi đấy. Vừa đánh vừa lùi. Về, lâm tập nào, phụ đẹp, lâm tập. Đây chỉ là một team nhỏ. Nhưng mà nghe tao bảo nè. Rồi, bấm nổi nó, bấm bình tĩnh. Rồi, không nha. Nè. Vô, Đi qua đây, đường mòn, vẫn là con đường mòn, nhớ con đường mòn không? Lúc nào mình đánh xong mình phải về con đường mòn liền. Lên cái cầu phía trên, thấy không? Cái cầu này. Mua đất đồng phù ở nhà. Đầu nha. Khúc phi điểm lên công đàn kìa. Đường mòn, vẫn là đường mòn bên trái. Nó rất là đông, mình không biết mình luôn có đạt nha. Chút để chuẩn bị tinh thần nè, nó đang đánh về NBC rất là đông nè. Mình có một chút giải tỏa nên là NBC em thấy đi. Để cái đường mình thoáng thử. Khi nào mình bị đánh thì nói tiếp. Yên tâm, xin cho tớ xin ngoại công, cho xoái xin ngoại công rồi. Anh đúng rồi đó. Thằng dê phải lên đây đánh luôn này dê ơi. À vì như thế này không có biết đam nữa cái team á. Chạy nha, team nó đông đó. Trước mặt mày rất đông nha Lê. Thank you. Được rồi. Vẫn đông rồi, vẫn đang bắn lên nhá, vẫn đang bắn chụp đúng hướng nhá. Đường mòn cái chân. Bồi cái chân phái nữa này. Chân phái nữa này. Ô địch con mẹ chân phái lỏ rồi, chân phái lỏ rồi. Có cái bụi ở đây. Bị mẹ. Đường mòn phía trên đó mọi người ơi. Ok, đường mòn phía trên kìa, Bích báo đường mòn phía trên kìa. Đường mòn phía trên rất đông. Chỗ nào nguy quá phải báo thật cấp kỳ lên nhá. Nghe tôi bảo nè anh em, cái team nó nãy giờ team mà nó đang đánh với mình đó là team nó quấy mình thôi. Cái team chính của nó là đang chung ở phía trên nè. Không sao hết ạ. Cái team tao chưa có xe nữa mà. Ê, bố đọc cơ bây giờ nó là 5 tịch nè. Hay quá, đã hay quá. 5 tịch được ạ. 5 tịch đông á. Để mình lên mình phá cái team chính nó cơ. Mình bắn cái team chính nó cái. Cái thông tin nó là nó này này chuẩn này.
tem chính của nó trên trên ở cái cổng thanh khí động rất đông nhá, tem này chỉ là tam phá thôi. Rồi. Ở trên cổng dương sâu nó không được mà. Vẫn nắm được làm tập được này. Về lên. Xem lại cho xoáy với nhau anh em. Ờ mấy cả chết đừng để chết nhiều người quá một lúc thì mình vẫn giữ được. Đồng bắt đầu cổng nha, đồng bắt đầu cổng nha. Xuống dưới mọi người, đánh xuống dưới rồi lên lên, đánh xuống dưới rồi lên lên. Ai thấy xoáy thì xem xoáy với nhau. Này. Còn là phía dưới nha, phía dưới á. Đây đây đây, nó chuẩn bị kẹp hai đầu á, nó chuẩn bị kẹp hai đầu á. Đằng sau đường bòn đó. Nghe tao báo lại cái này bạn ơi, là cái team chính của tụi nó vẫn đang rất nhàn nha. Mày mày sẽ phải tử team của Hậu ra đánh với team chính của nó đó. À, sao tự nhiên lại bọn nó lại đông ở chỗ này thế này? Nghe anh đó. Còn cái kia đâu, còn cái kia đâu, ở bên kia cái cầu. Nghe anh đảo này là 185, 186, ngay cái con đường mòn, ok chưa? Em cứ đánh. Em cứ đánh tới gần. Trời trời trời, sen xoáy phát, sen xoáy phát. Cứ đánh tới gần thanh thế hậu, em thấy là chết bỏ. Còn trước đó toàn là ban thánh ở phía trên rồi. Thanh liên, cứ nửa mắt phía trên liên. Thằng anh em chơi ông, chủ tịch lên nó đánh luôn. Chơi ông, chủ tịch lên nó đánh luôn. Ờ, cho về luyện công thì xét máu cái Vinh ơi. Ok, ok, được rồi, đổ sát luôn, đổ sát luôn. À, để di chuyển, lúc nào mình lại tiếp tục phải đánh lên đường mòn. Tương tương kích đạt vẫn lo như cũ, lúc nào phải đánh lên đường mòn để mở cái đường đã. Này. Nè. Nắm là phải câu nha, nắm là phải câu thời gian nha. Không, team mình á, Hải, anh Hải đánh từ dưới lên, team mình đánh từ dưới lên để hậu đánh từ trái qua. Và đẹp, đó, nè, thấy góc không? Bắn mẹ vào mồm ông Mr. Chủ tịch. Cái mic của ai ấy nhở? Lại, đây nè, dân tập nè, bắn lại nè. Cái mic của? Từ đi em, nhiệm vụ là quấy rối thì đánh được bao nhiêu đánh em. Đâu cần phải đánh thắng đâu, làm sao đánh được cái đó. Em ơi, em hay lâm tập được không? Em hay lâm tập đi. Không thì lâm đi được không? Lâm tập đi. Cho xoáy thì kê xem đấy, Cherry. Mọi người cứ đánh trong vòng giao tiên giùm em đi. Giao tiên đậu đánh ra rồi chạy lên chỗ kia thôi. Nếu không mình quấy đang tìm chính nó nhá. Ai đây, nghe tôi nè, nghe tôi nè, nghe tôi nè. À hậu em đang ở đâu? Anh mọc lại nè, anh mọc lại nè. Giao tiên phải không? Ok. Ai cái gọi là giao tiên, bỏ giao tiên, bỏ giao tiên. Chỗ lâm tịch của con mèo này. Con mèo ở lâm tịch nhá. Bây giờ nè, anh kêu á, là team chủ tịch lên 12 giờ tuốt ở phía trên đánh xuống thì em cũng đánh y chang như vậy, đánh từ dưới trong đánh xuống á, ôm cái đường hạng, mạng bên trung tâm đánh xuống, là sẽ gặp được thắng ở trên đó. Một chục thắng rồi. Đánh dưới đánh. Cái... Tao không tin là nhà hiện tại của sư đang có búp nhá. Check lại đi, check lại. Xem cả bất diệt lại cho xoáy với. Búp ôn lại càng tốt. Nó đánh từ Bắc Thủy Châu qua này. Ngồi rồi. Cũng ngồi rồi, em cũng ngồi chặn rồi, quán với mọi người.
Làm kiểu trượt phải nó chết nhá. Tất cả những người nào không trong BP nữa là thấy mọi người không có di chuyển nha. Không trong BP là mọi người cứ đứng lại đánh như bình thường nha. Cả kéo được thằng này kéo. Vẫn là đường mòn nè. Vẫn là đường mòn, vẫn là đường mòn phía trên á. Vẫn là đường mòn nghe nó phủ. Kìa, yeah, mấy trước mặt kìa. Con meo đang đóng rồi, các bạn hướng lên rồi đó. Nó đang giảm. Chỗ con meo đó, thắng rất nhiều chỗ con meo nha, cho nó cút đi. Lâm tịch đang đói, thôi khoan thằng này em ơi. Nói chung nó được. 50 mấy sáu thì sát đang hướng chẳng hướng Duyên Châu nha. Đông trực phong nha. Đánh xuống kìa, đánh xuống kìa, đánh xuống kìa, đánh xuống kìa, đánh xuống kìa. Nghe cái hiệu đánh xuống từ đường mòn rồi kìa. Đạt ơi, Đạt ơi. Đạt ơi, bắt đầu mình phải di chuyển thì mình về NBC rồi Đạt ơi. Để cho hãy cho hậu cái bắt Tiền Châu luôn hay là hãy cho hậu tí nữa nó ra luôn đi. Bởi vì là bây giờ đang thắng nó bắt đầu nó thằng clip này rất là đông. Nó đứng từ trên 12 giờ này, tụi tao đang phải dẹp đội hình tụi tao lên 12 giờ cho mày qua mát nè. Cho xoáy lại cái bất diệt cho anh em ơi. Nước cổ nào nè, nước cổ nước đổ. Thấy không? Ừ, đánh về đi. Anh em ngắm kiểu nào thấy xoáy cho mình xin cái bất diệt nhá. Không biết nhưng mà mình có rất là nhiều cách để mình né đó. Bây giờ tụi nó đáp đầu vô cùng thầy á. Nó ra từ Bắc Thịt Châu Đông nhá, nó ra từ Bắc Thịt Châu Đông nhá. Nó có một con ngăn khiển chân phái từ Thanh Khê xuống nhá. Nó cầm một chút dưới, mạng dưới nó công dọc dọc dưới là ngang dưới thì đúng hơn. Ở dưới đang dưỡng cứng nha, ở dưới đang dưỡng cứng á. Ở phía dưới nè. Mấy chỗ rồi, có được cái mình chơi vô nha. Mình đánh vô trong luôn nha. Ở đây cầm phía dưới nè. Nạp phục vô chết nhá. Team nó là team cản nha, nhớ là nó là tụi cản mình nha, mình không tiếp nó nha. Mình vẫn... Mình nó di chuyển lên. Anh lắp lại nè. Cho tớ xin cái bất diệt với Mid Cherry ơi. Anh kia. Đây. Ok, lên nào. Nghe nó đi, nghe nó đi, nó đang là thằng con thì nghe nó đi, đừng quản nó. Nó đang ở mặt thu trang nha, nhiều nha, tổng tiếp tục sát nha. Rồi, cứ đánh từ từ vào, đánh từ từ vào cho dưng cung bắn là được. Cứ lấn từ từ là được. Tim tao là tim móc nè, tao móc vào nè. Tao móc vào rồi nè. Bình tĩnh thôi. Mày ở dưới đó vậy em. Cổ xưa nào thấy xóa này cho xin điêu cổ nhá. Từ nó cứ đánh từ từ vào, cứ đánh từ bình tĩnh. Còn 2 phút nữa thôi. Cứ vào từ từ đi cho Dương cứ bắn. Thiếu trượng sau lưng. Hay quá, thiếu quyền cản hay quá. Lên phía trên. Thắng được rồi nha. Quyền chết nha, quyền về. Anh Nam chết, Nam về luôn. Giờ chạy lên. Tự bút ở nhà luôn nha. Anh Quyền quyền nha. Nó bên trái, nó bên phải vẫn còn nha bè. Chưa có nó bên trái được à, cái bên phải bên phải số. Đúng rồi, nó bước bên trái nữa. Trời ơi. Ôi trời.
sao lại đít lên anh. Nè ôm đỡ em, 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 ôm đỡ em Vinh. Trời ơi, ngu mà đâu. Em lắc lóc chỗ này, anh Long yêu cổ cho em. Có một con ngao đàn mút điệu từ đằng chạy vào này. Bắt đầu nha. Tỉnh. Nó không từ cái chơi, nó chứng thái rồi, chứng thái rồi kìa. Nó tên cầu mất tiền chơi nha. Trời ơi lẹ. Vũ Duyên nhỏ tiến. Nhưng mà tim tôi chết hết là bay lên lại nha, tim tôi chết hết thì tự bay lên lại, đứng yên nha, đứng yên thôi nha, không cần làm gì hết. Ai chết hết thì đứng yên thôi. Như vậy chứ. Giết con cồn rồi đó, con cồn đó. Không nhả được, mình vào đã. Tim đấy vào sau. Tim thánh cũng đang lên. Cho xoáy studio cổ nào ở chỗ võ lâm đặc sứ này. Mình đứng bắn ra này, đừng gái gọi mấy cả tài chính đừng có vào bây giờ nha, mình đang bắn ra đó. Một dàn dương cung đừng có bắn thẳng sau à. Ôi chết cũng được nhưng mà bay lên đứng yên một chỗ thì nó là được, chết cũng được hay lên đứng yên một chỗ thì nó. Thì nãy mình không tiền châu á, nãy mình không có tiền châu. Mẹ khổ. Mẹ bọn dương cung nó đứng trên kia nó bắn xuống kìa. Cứ vào được nha, cứ vào được nha. Nó sạc mất rồi. Để nó nha anh em. Lùi xa khỏi chỗ đấy đi. Né người nó mất cầm thế đâm phụ nha. Lúc đó là phải dạy anh Vinh dạy đi chứ còn ngồi đó nữa. Cho xin cái xe cho xoài đâu. Ngồi vậy hết. Ok à, ok lên luôn đây, lên luôn đây, xin xoài đi. Lên, góc đẹp, lên. Tìm nó trước mặt luôn nè, tìm nó trước mặt nè. Hay, đẹp quá. Nó lên cửa, cửa bên phải kìa, lên cửa bên phải kìa. Bảo tài chính đừng bắn qua nữa, tài chính. Ít mẹ mày đúng quả hiệu ứng kìa. Sao không lên trên? Quả một rồi lên cùng mình là ngon rồi. Mình lên mình chiếm bên trên luôn mà. Quả mình lên mình chiếm ở trên đấy rồi, anh em không chịu lên thì cả. Đó, lên quẩy trên đấy đéo có ai. Ơ quả đấy mình lao lên bùa một mình dương cung lao lên khó hiểu. Búp xong nhà đây, Rồi team Athena lên từ thôn nào, team Athena lên long từ thôn, đứng yên tại chỗ nhìn lên. Thần hành đứng yên, cứ di chuyển làm gì? Tôi đã bảo thần lên thần hành đứng yên. Nói bao nhiêu lần cái vụ thần hành đứng yên rồi. Tài chính đừng tài chính. Vẫn đạp. Mình đi qua bên phải. Để đi, chờ bạn hết đi. Nè, kiểm tra số 3 chết nữa rồi. Thôi anh ơi, anh đi qua bên trái đi. Anh tem tem chạy chúng qua bên trái đi. Mình bắt đầu nhích lên một chút phía bên phải. Ủa sao không có chạy? Anh thẳng luôn kia đâu.
Rồi về đằng phía sau mẹ xem hết đi, đừng hãng không, mang hãng không. Rất là cần xe nha, rất là cần xe nha. Em hết lại cho mình xem. Ok, hãy đưa. Rồi, bắt đầu nè. Kìa kìa nó tiếp nha. Anh chưa thấy nhận hồi sinh. Hồi sinh biết rồi sao? Rồi, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Ủa, đạt đâu rồi? Đánh gì vậy? Tao có con đâu. Nhẹ nữa đâu. Người ta đánh lên trên đây hết. Tụi nó đứng lên đây từ nãy giờ nè. Anh kiếm qua bên phải chưa? Thôi anh đi kế tụi làm đây nè. Đứng này một hồi tam nè. Rồi rồi, đánh lên nó trước nè. Bảo tài chính đẩy lên luôn luôn á. Bảo tài chính đẩy lên luôn á. Không đánh thôi. Ờ, bảo tài chính đẩy lên á. Đi ra ngoài hết đi, đi ra ngoài hết đi. Chưa đâu. Đi ra ngoài hết. Chỉ đi hướng nè, chỉ đi hướng nè. Đi hướng này, đi hướng này, đi hướng này, đi hướng này nè. Ôm sát cái tường bên này nè, ôm cái bên này nè. Đã, để chia hai con thi ra đã. Tám con thi là cút với nó. Nè, bắt đầu rõ ràng nè. Bình tĩnh, thiếu chỗ x, thiếu xịt rồi, thiếu chỗ x xịt rồi, lui lại đây. Nó xuống kìa, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Tăng này. Rồi, nó cúp một con thương triệu nó. Bình tĩnh rồi. Chưa nha. Em nhảy qua nè, em nhảy góc rồi. Đẹp nha, góc đẹp. Lên đường, đừng bị bắt đầu hay. Đó, đẹp, hiểu vấn đề đó. Rồi, đánh qua bên này. Kẹp góc con, chạm nhập kẹp chân nha. Đấy, có bên phải này, có bên phải. Chứ Lâm Quyền lo bên trái. Nhưng cho cùng bắn lên phía trên. Rồi. Bảo tài chính đẩy đẩy kẹp bên trái lên giữ ở cái đường bên phải, à giữ đường bên trái đừng để xuống, đâu được. Cho xin yêu cổ, mặt bắn lên đấu bạn dương cung cho nào. Yêu cổ xóa này. Yêu cổ xóa mình bắn dương cung rồi cho này. Bắn liên tục. Yêu cổ xóa đi, mình đọ cung bọn nó cho, bây giờ cung nó bắn xuống mình bị lùi nè. Lấy lùi về đây, tìm đi về đi. Ok, cứ yêu cổ này là tôi bắn được. Đi quá em vẫn thắng. Rồi. Tôi lấy hai bình rồi đó. Đảo lên nữa kìa, nó lại tiếp tục lên kìa, anh em không bắn qua là út á. Đang bắn. Giữ đi. Nếu muốn giảm đam nó cứ đàn ngủ, cứ đàn ngủ ngủ là giữ được. Cứ chạy đi. Cara, đừng có giết nó nha, có giết nó cũng được nha. Nó không còn cái gì đâu. Má sau. Cho chủ bạc tí nó phải trở lại là được. Tôi tin vào đằng sau này. Cái côn ngồi sau đang đán gì. Thì cái góc em đán là ở đó là đúng rồi. Ngồi lùi nữa ra, lùi nữa ra, team mình đang giữ được ở đây. Rồi, vẫn đang bắn đây. Chân phái rồi kìa, tiếng rồi, chân phái rồi kìa. Rồi, vẫn bắn. Từ từ, liên lại nó đi, vẫn giữ được. Cái team gái côn ấy, cái quả vừa rồi đứng cao quá, phải đứng xuống một tí nữa để chẳng may cái team nhà mình bị đánh, team nhà mình còn lùi lại nữa. Team lùi chẳng may lùi vào người với nhau bị hiệu ứng á. Ok. Thế là biết rồi.
Cái quả mẹ team team nó vào đỏ nhưng mình đang chân phái lên thì team nó vào ngay bên cạnh. Thủ đây trước đây đừng cho team nó ra nữa, thủ đây đây. Admin bán độ vãi. Lấy chân phái lại thôi rồi công lại có cái gì đâu, nhưng mà bây giờ phải đánh được team nó đã nè. Nó đang cam ở đầu PC nha. Vậy được mà nó bây giờ phải đánh từ từ ra lại nó. Đánh từ từ ra lại có gì đâu, đánh từ từ là ra được hết. Tôi ra tôi rảnh rỗi tôi ra tôi bảo game em kiếm lấy chân phái phát. Mình đợi đi ra check lên, lấy chân phái xong đi. Về đi nấu lành, mày về đi mày. Mày cứ ấy đi, tao kiểu chạy về được. Yên tâm. TK đi hậu ơi. Đâu rồi, anh em ngang kiếm ra lấy chân phái đi. À rồi rồi, ok ok. Tên Nam, né nha. Tên Nam sao đấy? À tên Nam sao đấy? Chưa rồi. Toàn bắn qua đi mọi người, bắn qua đi mọi người. Tên của tôi chính á, không có cần đứng với nó đâu. Chỉ cần từng thằng này đứng đi thôi mọi người. Tôi tới rồi. Toàn nha, đừng mòn nha, đừng mòn đánh lại mình á. Đánh lên nè. Rồi, đóng bắn lên đó. Đánh từ đường mòn đánh lên, đem ai đẩy từ từ lên. Nào nha, cũng nào nha. Long thôn lên được rồi nha, Long thôn lên được rồi nha. thank you, Mitchery. Bây giờ là dừng lại một nhịp để cho Simon 4 xem lại hết cho cái vàng ấy. Chết lại lên mà. Xem ăn vào nha, xem ăn vào nha. Mình sao từ từ Vinh nha từ từ. Để mình bắn lủng vào đấy bắt đầu hãng vào. Đây anh em mình đang lên này. Đừng cho nó biết mình đang ở đâu, đừng cho nó biết mình làm cái gì. Chưa vừa chết thì chết. Chết thì lên lại đây, chết thì lên lại đây. Rồi trong NPC là sạch rồi này. Ok vào được rồi này. Bây giờ chờ cho anh đang được không? Ích đi. Vào phát X đam. X phát là ok thôi. Ok chưa? Cái gì đấy? Ơ sao quả đấy lại về nhở? Sao lại quả đấy lại về? Chưa? Khi nào cả team chết thì hãng về. Vào những cái tình thế mà đang giằng co ấy, đừng có về. Cho cái sen mình lên lòng thôn bắn cái đó. Tuy mà đang như thế đứng yên ngồi chờ có hướng kiểu nó ít đồ bạn di chuyển là mai chết hết á. Và team tôi dưới này team lên là đẹp. Lên đi anh. Team Athena lên đi, Athena lên đi, team Athena lên nhanh quá, lên nhanh quá, lên nhanh quá. Anh em nó cũng không chọc kịp. Team vào nha. Mình sang bên team tài chính từ, bình tĩnh. Báo bên tài chính đi, báo bên tài chính đi. Chạy xuống nữa. Tìm nào Phú Quốc nó vào nhá, nào Phú Quốc nó vào nhá. Nó bên dưới đây, bên dưới đây. Hai. Nó chạy được bên trái, đó. Bảo tin tài chính chuẩn bị đón đấy, nó chạy bên trái rồi. Tin mình làm được. Để đó, tin mình làm cho thăm luôn. Ờ, sen một lượt đi Vinh ơi. Sen. Bình tĩnh, tìm gái côn đó. Bảo người ta đẩy vào đánh nhé.
Lùi lại cho gái côn đánh đi, lùi lại cho gái côn đánh đi. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, mình đứng sau bắn. Lên đi. Úi dồi, mẹ ông đang chụp x mẹ tim mới luôn rồi. Thôi được rồi, để tim mày đánh, để tim mày đánh. Bắn tiết la, bắn tiết la. Lên đi. Cứ bắn lên, đừng bắn bên phải. Rồi, bình tĩnh, ngay mà đạp nó vẫn đang ngồi đó, Chân phải thương cung vào đây, Tìm hết bên dưới, tìm hết bên dưới. Tìm hết, tôi đang lên nhá, tôi đang lên nhá. Lo bên trái đi, bên phải Dương cũng đã bắn tốt rồi. Rồi, dàn Dương cũng đang bắn bên phải. Xem xoáy. Bây giờ nghe nói lại một lần nữa. Rồi, ok, hiểu, ai cũng hiểu. Xem xoáy, xem như cổ xoáy đi. Một con đường 500 rồi đó. Rồi, đánh tốt nha. Bắt đầu về. Ít nói lại, ổn định đội hình bắn đi. Ổn định đội hình đi. Nó vẫn còn chỉ sao đẹp ơi. Thế tại sao cổ sư bên mình không đơn giản một cái là yêu là huyễn cổ cho thằng Bích là xong? Không đánh lên nhá, đứng xa tao bắn. Không được, anh tham luôn, bia cùng đứng ở một góc. Rồi, biết rồi. Bây giờ Yên có nghe nói không? Rồi, ok. Rồi, hiểu, ok, nghe. Nghe. Thì chuẩn bị, chờ, thứ 12 thằng lận nha. Chờ nó, để phụ nó, muốn làm cho nó trả nó. Giết cái con Dương Thương đi rồi, ok. Bây giờ nghe tao bảo nha. Nam phục quốc giữa luôn. Đẹp. Nó xuống. Về trên xuống kìa. Mèo lên đường trái. Tao già phụ nè.
hậu ơi, từ hậu ơi, mình đang đánh hậu ơi, mình đang đánh, em liên lạc giùm các. Vẫn được chứ. Đánh bên trái nha, vẫn là bên tay trái nha. Ừ. Rồi, đánh ra sắp gần lia. Đánh rất tốt nha, bắt đầu lia, bắt đầu đi kiếm. Ok. Nó lại một phát ở giữa tiếp nhá. Chết nhiều. Ổn định đội hình, hồi sinh. Dương Cung bắt tiếp tục bắn bên trái. Tất cả mọi người nghe, nó lên 12 giờ không gối để yên một mình, thứ Long Quyền với tôi xử lý. Và hạn để cho thằng mic cho côn thôi, đừng có lên mic nhiều quá. Tất cả mọi người đều giữ nguyên vị trí như ban đầu mà lắm. Cũng không hiểu. Lắp cũng không hiểu. Cherry hồi sinh cô ba trà đi, rồi cô ba trà hồi sinh ngồi giải chứ, ngồi giải kìa. Cherry hồi sinh cô ba trà. Xin cô ba trà. Team G7 meo vào. Team nó chạy xuống rồi, team nó chạy xuống rồi. Nghe tao bảo nè, nghe tao bảo nè. Nghe tao bảo nè, Gia Chu mày báo cho tao 12 giờ nó tới hay không nha. Mày là thằng báo cho tao á. Rồi, Gia Chu là thằng báo đó. Búp lại cho xoái với Mitchery. Rồi, im tao lo, tao lo nha. Lại giữa tiếp, lại giữa tiếp, lại giữa tiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cả đó. Cũng như cũ. Cả đó. Ừ, cứ vậy thử. Một cái mó cho tao góc đám lũng hay không nha. Tao ngồi 12 giờ rồi nha đây. Nó vào nè, nó vào nè. Thì nó xuống, thì nó xuống 12 giờ, thì nó xuống. Nó xuống 12 giờ nè. Thì nó xuống 12 giờ nè, thì nó xuống 12 giờ nè. Thì nó xuống 12 giờ nha, tao vẫn đang phủ được 12 giờ nha. Ok, ok, okay, okay rất hay. Đang đuối nha, tao đang đuối nha. Tao đang đuối nha. Ok, ok, mình đánh được là đẹp, được là đẹp. Đuối rồi chứ không có mua đẹp, tao về đi. Chết, không cần báo đâu Huy ơi. Rồi, team 12 giờ về hết rồi. Về là đi. Được rồi, nói hạn chế thôi. Cũng đi, muốn chơi, muốn đi. Như vậy thôi, nó mất hạn cái gì ra mất. Yên lặng thôi. Hạn chế đi. Bình tĩnh mà đánh, 10 cách nữa thôi. Mẹ, nãy giờ nó chui vào giữa phải phải 5 lần rồi ấy. Nè, 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 thông tin rất là quan trọng nè. Bao nhiêu con người kiếm có chân máy cho người rồi. Bao nhiêu con người kiếm có chân máy cho người, không có đúng không? Chuẩn bị tinh thần, nó sẽ công tha cái chân phái. Tất cả anh em chuẩn bị. Ai còn chân phái chuẩn bị bung, không có tiếc nha. Rồi, Giang, Dương, giờ ai báo dùng cái nè. Không có, có vẻ là không có, có vẻ là không có. Rồi, đội hình của nó sẽ tập trung rất đông nha. Bây giờ là để yên xuống mất cho bên dưới người ta đánh nè. Là Dương Cung vừa bắn vừa lui á, là an toàn á, nó vào tiếp một tí nữa. Rồi coi lại góc này. Nghe anh bảo này hậu, cái nhiệm vụ của em á là quấy rầy tụi nó, không cần giết tụi nó, thấy nó. Ừ rồi, đánh từ từ. Đúng mà nó vô. Ông ngồi lên, ông ngồi lên nha, giữ cái hạn. Rồi, tốt nha. Đánh rất tốt nha. Người Nhật Cương, anh em ơi. Một chút nữa, cái thằng Liên Gia Đương đằng sau lưng á, mọi thứ của một tàu anh đó, anh em. Anh hủy cho nó. À, dùm em. Nó lên đến nơi này, nó chuẩn bị lên nơi rồi này. Lên đi chị. Hủy nó này, hủy. Hủy cho Cương á. Bắn đều hai bên nhá, cứ bắn đều hai bên nhá. Phải bắn một phát 559 mạng rồi đó. Mình vẫn đang bắn này, vẫn đang bắn này. Bắn phải giúp mình đi Dương Cung ơi, bắn phải giúp mình đi. Rồi cứ bình tĩnh. Rồi ok. Mình đang bắn phải tốt á, mình đang bắn phải rất là tốt á. Rồi tao cũng mà. Ủa Yiso tại sao bị đổi vị trí thế này? Cổ sư lên đó, từ từ hát cổ sư tiếp. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao lên nha, nó công trái, lũng trái. Phải lũng rồi nha, phải lũng rồi nha. Đẩy thẳng lên luôn, đẩy thẳng lên trên luôn, đẩy thẳng lên trên luôn. Lấy cái phái đi. Tim của Đạt, tim của Hậu lên gương luôn, tim của Hậu lên gương luôn. Lên gương em ơi, ủa lên gương em, dạ anh với. Về đi, về đi Vinh. Để lấy tháp kia chứ đã.
À, tôi ra tôi bảo kê lấy sắc khí đây. Ủa, lấy sắc khí đi em. Cứ để luyện công lên cho anh em nó kịp bị unlock. Dạ, bút 59 mà, ông ăn bút 59 mà. 10 giây, 15 giây nữa hăng đổ sát được. Ờ, anh em ăn hết lắc luyện công đi nào. Thần ơi, lấy cái phái, thần ơi. Ăn hết lắc luyện công đi, ngay mới kiếm theo tôi ra Tây Điền Châu lấy chân phái nào. Mọi người lấy chân phái đi. Cái pha đó lỗ vị trí rất nhiều á. Mới bị ít đam ra nó. Thua chỉ do ít đam thôi mà, anh em đánh phải để ý rồi. Cho... Ông phải đá được ít chết. Bao nhiêu lần thì thua chỉ do ít định đam ấy. Ôi chết rồi, sorry, sorry. Cho cái lưu thủy. Từ từ nghe, nghe là bảo này, cà chua nè. Khi mà đánh á, em tâm cho ngâm vàng em ơi. Đừng có tâm vô cung nữa, anh nằm tâm làm sao rồi. Em bỏ anh toàn là lũng gì vậy, hiểu không luôn á. À, 5 con quái nằm ngay đây, may quá. Bà tìm cái đánh lẹt nha, phải à. Nè, mọi người lắc lên nè. Mình lấy xong cái phí cho em. Ok, ok, xong đó anh. Lẹt đi em. Nào nha, góc đẹp nha. Cái team của Đạt từ từ ấy vẫn đang lấy chân phải. Để cho Vinh lên đến nơi Vinh báo thì thằng này lên. Ờ, chỉ có Vinh báo thôi. Em kích cũng lên nha. Tất cả nó chơi nha. Vinh gần nơi Vinh báo là em lên. 10 rưỡi mới mở dương, anh em mình đánh tầm này nó bắt đầu đánh là đẹp rồi. Em lại tên nha. Em kích tên nè. Em kích tên này còn ngoài nữa rồi. Đẹp cho, đẹp. Đang chạy. Mình qua bên phải như cái góc cũ này, nhớ góc cũ của mình không? Đâu là được. Lùi cho hậu đó, lùi cho hậu đánh trước đi. Đánh đi em. Đồ sát đi Vinh ơi, đồ sát đây. Rồi Long Thành Thôn, team của Vinh lên Long Thành Thôn. Lâm Tạ, anh ơi, anh đẻ ô tô quá. Anh phải đẻ ô tô. Sau tôi hít vào. Vinh ơi, lên Thanh Khê đi, Vinh lên Thanh Khê đi. Đúng rồi, là BC. Rồi, tôi hít ra mày, đi. Rồi, hít ra rồi kìa. Mấy cái ông này em, nên thấy cái đồ đi ra là không về LBC. Đúng rồi. Đang cố tìm. Ai thì không rõ nhá. Cả team của God Athena lên hết chưa? Để cho người ta thấy phù người ta dậy. Vinh ơi lên Thạnh về hẳn nhà xong lên Thạnh khế động chạy lên đỡ tốn thêm phù. Về hẳn nhà đi Vinh ơi. Đứng ở đây thôi. Đây mình đã bắn rất là rát vào trong ấy của nó này, trong sách của nó này. Bắn đi, cho cái đường mình nó rộng ra. Nhà bà đàn nào đánh gần mình đi cho dễ chơi nào. Bập, củi bập, củi bập. Tại, gái côn, chạy. Đi đâu đấy? Thôi, sau lưng tên bích thủy, bỏ nha. Anh em đi được đâu? Đi qua cái miếu này. Tài chỉ. Đi qua miếu đi. Tài chính nó chiếm hết rồi. Ô, chạy bên phải bên trên đi lại phi bên này, chạy bên phải. Cái gì nữa đấy? Được con đáp. Qua hết bên phải đi, qua hết bên phải. Xem xóa đi. Em có kiếp nào được phải xem hết thì đang đã rồi mới đánh nha. Xem xóa đi, xem ra đi. Tao đã tìm bằng hậu đấy, cho nó coi hỏi thì mình đã đâu đã. Lên phải không? Ok, về đây.
Nhớ không? Nhớ không Ngọc Anh? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Làm sao hãy chỉ rồi mà. Rồi, được rồi, tập trung đi đánh. Ừ, tự chỉ rồi, cứ phải vô vị trí như thế mà đánh. Bắn lên, đúng, đánh đúng. Ôi, phản đam kinh khủng luôn. Bắn, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắt đầu lên giáp lực nè. Tao giáp lực nè Đạt. Bên trái quấn qua, anh ơi, bên trái quấn qua giữa xíu đi, bên trái quấn qua giữa xíu đi. Thì đánh được, đánh. Hai cái đam được trong nha. Lên chung, chung, ngó góc, lên chung, lên chung. Tao cần này. Đây, tao lên được rồi, tao lên được rồi, tao lên được rồi. Anh vô tay phải nè, anh vô tay phải rồi. Tại sao lại có cái bắn trứng tái? Tại sao lại có cái trứng tái vô gia cung qua bên tay trái? Dựng trứng tái chứ. Dạ. Bắn vào đấy cho anh em mình giảm áp lực á, gì đó. Hồi sinh đi ta, hồi sinh đi ta. Rồi, ok, bình tĩnh, nó sẽ biết hồi sinh, đừng có máu nữa. Yêu yêu cổ lại dàn dương cung nào, yêu cổ lại một dàn đi, yêu cổ lại. Rồi về đi, hậu ơi. Ta vừa yêu huyền đây, tử hà kìa. Yêu cổ, à rồi, ok, ok, chân phái rồi, chân phái rồi. Chân phái huyền ơi. Dương cung đứng yên bắn để thông thông bẫy. Rồi, qua đây. Hai nha, nó lại có ôm sát tường cha phải, ôm sát tường phải. Đi con mèo một tim nữa vào. Tao phế vô cùng nó, tao phế vô cùng nó, né cái cầu này ra. Ờ, tao vô góc, tao vô góc, tao vô góc, tao vô góc nha. Nó lên góc phải nữa nha, con mèo lên góc phải nè. Hay quá em ơi, giúp chiếc con mèo của nó là hay đó. Một mình nó lên thôi mà. Hay rồi, hay rồi. Bên phải cầm liền đó là xong nha. Xen lại. Xen lại cho xóa. Bên trái cầm một con hương trưởng nha. Ra rượu. Đứng chuẩn chỗ để hãng lụm nha. Lần trước nói cái vụ auto bơm máu rồi đó. Cứ có click dương đi rồi auto bơm máu thôi cũng được. Tại sao che đường đứng góc kỳ cục vậy? Đứng góc kỳ nó, đứng góc kỳ nó. Ờ, tất cả dương cung bắn bên trái một mình, xoáy bắn bên phải cũng được nha. Khi nào xoáy cần bắn dụ dùm ấy thì xoáy sẽ kêu. Yêu cổ cho xoáy với cà chua ơi. Bây giờ nè, Nạc ơi, mày con tài chính không okay. Cần đánh tay đôi với tụi nó mà chỉ cần quấy thôi là được. Gen dữ. Cho mất tài nguyên nha. Rồi, một team 5 phút vào, báo vị trí, một góc bên đời vào, báo phía trên 12 giờ có team hay không. Thì bên trái nha, anh muốn chết thì chạy lên, thì về lên liền luôn. Một team nó vào giữa, một team nó vào giữa. Nó sẽ đánh thẳng vào dương đó, nó sẽ đánh thẳng vào dương đó. Bình tĩnh lắm. Về ơi, tuyệt đối không bao giờ cho con tin như vậy nha, về tuyệt đối không bao giờ luôn á nè. Trời ơi, ổn chết á. Không bao giờ để được tiền dữ lắm. Thiết mất, thiết mất, thiết. Rồi, tin nó về rồi. Bởi là đi ăn nha. Không cần phải báo hủy đâu anh. Nhắc lại là dương giao cung bắn hết bên trái, một mình xoài bắn bên phải. Khi nào tôi cần tôi kêu. Ai đánh con mình đang cho bảo lên vậy, đi cho góc của tôi nè, góc của tôi nè. Ôi bên phải anh không nghe tiếng em. 45% rồi, 45% rồi. Rồi, hay lắm Lưu Cang ơi. Rồi ok, thế được rồi, được rồi. Báo như thế để cho anh em biết là sẽ thắng một tơn nữa thắng luôn. Thắng một tơn nữa là thắng luôn nha. Nói là cái gì nữa nha. Không cô nữa rồi, để cho tôi. Ghé tơn này nha. Sao lại sao lại có tài chính ở bên trái nhỉ? Con giao tay đứng ở vị trí nè, giao tay đứng ở vị trí nè. 12 giờ một team. Ok. Rồi, tỉnh nó xuống nha, hướng chịu nó xuống, hướng chịu nó xuống. Hướng quyền đâu, hướng quyền đâu. Tao phải nhắc nó xuống kìa. Đang ổn. Mèo chết. Rồi, nhớ cái một team Satara vào, rồi. Ok bọn người. Người không bao giờ đánh mất 12 giờ luôn, không cần làm một cái gì luôn. Giữ riêng tài nguyên luôn. Là được, để yên cho nó lưng quyền thôi.
đúng nha. Rồi, để cũ. Cho tụi nó đứng ra đi. Pha này thắng là thắng luôn nhá. Tao sẽ đưa mất cho một anh kia 12 giờ nha. Hay được rồi. Mình nói một câu này thôi, thắng là thắng luôn. Không cần biết tại sao không? Để yên nó. Để cho thằng Big nó côn. Ăn lại lắc lần cuối đi. Không có cần dọn. Nó xin kìa, thấy không? Thắng là xin không? Ừ, cái đó là xin dạy, cái đó là xin dạy. Đừng có làm gì hết, đừng có làm gì hết. Nó vào nhiều này, nó vào nhiều. Bên phải có này, bên phải có này. Bên phải cần hỗ trợ này. Có một con thiếu triệu qua bên phải nhá, có một con thiếu triệu lọt bên phải đó. Hay! Hay quá các ơi. Nó phải thế. Đấy. Đi mẹ mày hôm nay. Hôm nay đéo dám livestream thì cơ mẹ mà chỉ dám quay clip thôi. Có clip nha anh em nhá, có clip nhá. Anh em ơi, giết hết bọn tài chính ở bọn gái côn đây, tôi ngừa bắt bọn này lắm rồi. Giết hết bọn này đây. Giết hết mấy thằng gái côn cả mấy thằng tài chính này, ghét mấy thằng này quá, ngừa bắt quá. Đừng, để cho anh em lên. Chiều thế, chiều thế, thôi, chiều. Giỡn. Tao giết được gần 1.000 thằng ngoài Long Tiền Thôn rồi đấy. Hay quá anh em ơi. Nói chung là cái này nó là công sức và nó là sức mạnh đoàn kết của tất cả anh em, thật sự luôn. Tất cả mọi người luôn, tất cả đều đánh rất là hay thì mình có thể thắng được cái trận đấu này. Nói chung là cảm ơn anh em đã on đầy đủ. Hôm nay anh em đánh hay quá. Thôi đừng đánh nữa. Nói chung là cam thằng Bảo là khỏe à. Ok rồi. Vũ khí Thiên Châu à? Ok để bảo thằng em mình nó lót dương về cái. Vũ khí Thiên Châu à? Em ơi. Ok vũ khí Thiên Châu. Về lại bang. Để lấy thú cưỡi. Thế là bây giờ như nào? Bây giờ như nào? Không thì mọi người cứ về bán mình trước đi để mình lấy tú cho mình đi rồi nữa mình. Lấy đâu vậy? Vũ khí Tuyền Châu nhá. Vũ khí Tuyền Châu. Anh em để không? Tỉnh bên Tuyền Châu. Từ bạn Niu Cang này. Tớ đang quay clip á, Niu Cang cho giao dịch tớ xem mấy cái đồ với, tớ cho lên kênh luôn. Không về đi, bây giờ về đi, trở lại về thôi. Ừ, về vũ khí Tuyền Châu đi. Mẹ đá thì đá chết luôn đi, lại còn đá ở đây rồi. Ok, về. Không giao dịch được nữa đâu, thú khóa rồi. Tranh đang ở đây xóa này, chủ tiệm vũ khí Tuyền Châu này. Vào lại mang thần ở vũ khí Tuyền Châu Athena nhá. Nói chung là phần thưởng giá trị là ở đâu đây xem, là 1 hoàng kim thạch này, 2 thằng kim thạch này, 1 mật tịch dương cung luôn mà, 3 hoàng kim thạch. Đại Hà Lô Thương đâu? Tôi thấy Đại Hà Lô Thương ở đây, đừng có giấu. Đại Hà Lô Thương giao dịch ở đây để mình cho anh em viewer xem luôn. Đúng rồi, anh em bây giờ đánh tốt mà. Nhân nữ này. Alo. À lại gáy à, lại gáy, gáy đi. Úi dồi ôi mẹ có thương.
ok rồi, tớ chỉ cần nhìn này thôi, tớ chứ không cần đưa. Ok rồi, thank you Nika. Rồi, tắt clip.